khi các TikToker yêu thương nhau. Nghe nói là nhà bé Bắp đang chờ anh nào ở Đắk Lắk đớp thính, nên là mình đi chợ mình có mua cho nó cái ghế để nó ngồi chờ cho đỡ mỏi. Ôi anh chọn mốt chọn nhẹ nhẹ thôi ba. Anh Trường đi tắm lúc nào cũng quên mang khăn hết đó. Anh nên là em tặng khăn anh nè anh Trường. Ai biết tôi còn khăn được khăn đôi lần. Cảm ơn nha. Có cái lượt cháu tính không cần á. Anh Trường cái mũ rồi nha. Để cảm ơn Trường nha. Quên hồi sáng anh sai mừng có nhắn. Chưa lấy giờ bằng mũi anh. Đều thế chị. Rồi cảm ơn Tấm nha, giờ mình đi ủ đồ đây. Với lại cho nước reaction cái kem đánh ra. Thôi nè lấy đi. Ôi dồi ôi quý hóa quá, tưởng qua anh giàu mới được đánh răng. Mà nghe nói dạo này Bion đài xem bóng đá nhiều. Cho mình túi cà phê để xem nó tỉnh ngủ ấy. Cảm ơn Đức reaction nha. Còn cái bã cà phê này. Ba ba, thầy mới tặng quà cho ba này ba. Ủa, ôi, xử ra. Dạ. Ừ, ra, kỳ này đi ba. Ha 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 ha.